Okay, everyone. So today we are going to study lesson 2, letters of the alphabet Y and Z. Okay, so everyone, have you ever heard this letter before? Okay, so letter Y and Z. Y and Z. And letter Y sound y, y. And letter Z sound z, z. Okay. So now read the vocabulary with me all together. So number one is yo-yo. 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 Okay, yo-yo is a kind of toy for kid. Okay, so yo-yo in Khmer is yo-yo. Yo-yo cứ chia rồi bong lên xong đọc khmer nhé. Chấp ôn tay rồi lên yo-yo ấy mẹ nói. Okay, so now let's move to number two. Number two is York. York, York. Okay, do you see everyone? Yes, York is a yellow middle part of an egg. Okay, so York in Khmer is cha York cứ chia phnai pon lương này sup te ho đi chi sup mon sup tia chứ phnai pon lương nước cái hơi khá York. Okay, so now let's move to number three. Yacht, yacht. Yacht. Okay. Yacht is a kind of light sailing vessel for racing or pleasure. Okay, so yacht in Khmer is cứ chỉ tuk cha tuk sầm rạp lùng hai cầm san nó phải là dương nên phải lùng dây sầm rạp chẳng nó nát con. Okay, so now let's move to number four. Number four is zip. 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 Okay, do you know zip everyone? Yes. Okay, so zip is a kind of zip that we can use it for open or close our bag or our clothes. Okay, so everyone knows zip, right? Yeah. Cha, chắc zip cứ chia xài rút. Con thằng ác nếp hai chứ có xài rút đấy mà nói. Rút ha, xài rút. Kê, dòng bia, tận đặt nơi lơ, cặp tạp của một con. Chứ con bạc cặp tạp. Con trông ra xài rút. Đầm bạc cặp tạp được sập hơn, đầm bạc sập xa. Okay, so now let's move to number five. Okay, zebra. 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 Okay, zebra is an African wild horse that it has black and white stripe. Okay, so zebra in Khmer is xe bồng con. Chà, con từ mắt nhất lúc khi xe bồng con này thế. Xe bồng con cứ chia prepared xe một dạng là viên viên cờ là lực luôn. Chà, okay, so now let's move to number 6. Zoo, zoo, zoo. Okay, so here is a zoo. Yeah, zoo is a place for keeping many kinds of animals to let us see and you can go to visit there. Okay, so zoo in Khmer is suôn sát. Chà, con bảo ác nhé, Clotter suôn sát. Nông bên safari có xôn sát nông tầm nào đại tế. Chà, chắc xôn sát cứ chìa bằng này là kê ác để xa sát thì chà bảo thêm đảm bày ở dưỡng chỗ tầm mơ có tốt xin án nữa. Nông xôn sát nông mang. Okay, everyone, so now let's repeat the words three times with me again. Okay, so the first one, yo-yo. 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 Yeah, sorry, yok. 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 Yacht, yacht, yacht. Zip, zip, zip. Zebra, zebra, zebra. Zoo, zoo, zoo. Okay, very good. Yes, so now let's spell the word with me all together again. Yes, so the first word is Y for yo-yo. Yo-yo I spell Y-O, Y-O. Yo yo, yo yo cứ chia và đặt lên yo yo. Okay, number two, York, York I spell Y O L K. York, York cứ chia sốt nạch qua lưng. Okay, number three, yacht, yacht, yacht. Okay, yacht I spell Y A C H. Yacht. Number four, zip.
Zip, I spell Z I P. Zip. Number 5. Zebra. Zebra, I spell Z E B R A. Zebra. Zebra cứ chia sẻ bóng con. And the last one is Zoo. Zoo, I spell Z W O. Zoo cứ chia sốn sắc. Okay, so everyone, don't forget to read the word again, and spell the word, and translate the word all together at home. Okay, so now, please read the sentences with me all together. Sentences. Sentence number one. I can play yo-yo. I can play yo-yo. I can play yo-yo. Chà, trong sầm rạp và dục tìm mũi bên này thán nhóm ác lên dô dô ban. Ok, con ác nghĩ ác lên dô dô ban này được tế. Chà, so now let's move to sentence number 2. I don't like yolk. I don't like yolk. I don't like yolk. Chà, chắc và dục tìm mũi bên này thán nhóm mình trôn chặt nhắm sốt này qua cả hòm tê. Chắc con có thể biết cho chân nhằm sức mạnh của cả hôm nay được ạ. Ok, so now let's move to number 3. Zebra lives in the zoo. Zebra lives in the zoo. Zebra lives in the zoo. Chà, mình dùng tìm bếp bên đây thế. Sát xe bóng có. Viết lúc nào không xuống sát. Ok. So everyone, please read the sentence again, and if you don't know how to read, and if you don't clear how to read the sentence, please watch the video and repeat to teacher again. Okay, so thank you very much.